Xin chào các anh chị. Ngày hôm nay Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà ở quận 8 giá 1.350.000 và có sổ hồng riêng nhé. Thì căn nhà này nằm ở đường Bình Đông thuộc phường 14 quận 8. Với nhà này chúng ta có thể đi vào bằng hẻm 85 đường Hoài Thanh hoặc chúng ta đi vào bằng hẻm 277 đường Bình Đông. Thì căn nhà có diện tích bề ngang là được 3m, phía sau nội hậu là 4m4. Chiều dài thì một bên là 3m6, một bên là 3m7. Kết cấu một trệt một lầu, có một phòng ngủ rất rộng, một phòng vệ sinh, một ban công. Thì nhà có hướng chính bắc. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng, chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên. Giá bán là 1.350.000 và còn thương lượng bớt lọc tân gia. Rồi, đấy là những thông tin chính của căn nhà này. Tiếp theo, Trường Sơn mời các anh chị chúng ta cùng tham quan chi tiết căn nhà này ha. Rồi, ok anh chị ha. Căn nhà chúng ta đây nè. Một trệt một lầu có ban công ha. Đây là hẻm trước nhà đây anh chị. Khoảng hẻm trước nhà cũng khá rộng nha anh chị. Xung quanh nè. Ha. Đấy. Phía bên trong này nè anh chị. Bên trong này thì nó cụt rồi nha. Xung quanh này. Đây ha. Rất tuyệt vời nha. Rồi. Thì nhà chúng ta phía trước là có hai lớp cửa nè anh chị. Đây ha. Đó. Còn đây là bên trong nhà nha. Nhà gọn gàng xinh xắn, sẵn sàng giao nhà anh chị vào ở luôn. Đấy, nhà chúng ta thì có sổ hồng riêng, mua bán công chứng sang tên nha. Không gian khu vực bếp này anh chị nằm tách biệt hoàn toàn với không gian phòng khách nha. Ở đây chúng ta làm chỗ rửa này. Bên đây là khu vực vệ sinh ha. Đầy đủ nha. Một mức giá chỉ có 1.350.000 thôi và có sổ hồng riêng. Đấy, quá tuyệt vời anh chị nhé. Rồi, nó lên lầu. Đây trên lầu ha. Trên lầu thì hiện tại chủ nhà đang để suốt thế này nhé. Tuyệt vời chưa. Bên đây chúng ta có cửa sổ này. Đây anh chị, nhìn ra bên kia ha. Tuyệt vời chưa. 1.350.000 và còn thương lượng bớt lọc nhé. Rồi, phía trước là ban công này anh chị. Ban công ha. Rồi, xung quanh đây. Tuyệt vời chưa. Hẹn đất nhà ha. Hẹn đất nhà này. Bên trong này ha. Ok ha. Đấy, đây là mái nè. Rồi, ok ha. Rồi, ok anh chị nhé. Như vậy thì chúng ta đã vừa tham quan xong căn nhà này. Thì anh chị nào quan tâm, có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem nhà thực tế và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.